Huyện ủy Gia Viễn vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Tới sự có đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, lãnh đạo huyện Gia Viễn. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ năm 2018 đến nay, Ban Chỉ đạo đã ban hành 48 văn bản chỉ đạo triển khai, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, xây dựng các trang Facebook, fanpage và nhóm Zalo, Mocha, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân. Trong 5 năm đã có hàng nghìn lượt cộng tác viên đấu tranh báo xấu, hàng trăm nghìn bài viết, góp phần ngăn chặn, gỡ bỏ thành công nhiều tin bài xấu độc và vô hiệu hóa được nhiều tài khoản mạng xã hội thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống được tăng cường dưới nhiều hình thức. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ban Chỉ đạo 35 huyện Gia Viễn đã đạt được trong 5 năm qua, và đề nghị trong thời gian tới cần thực hiện hiệu quả phương châm kiên định, chủ động, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả, phát huy tinh thần chủ động tích cực, trách nhiệm và sáng tạo trong chỉ đạo điều hành thực hiện. Phải có sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, coi đây là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện, kiện toàn, lựa chọn tổ thư ký, cộng tác viên đạt về số lượng và chất lượng đảm bảo, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời thông tin, định hướng tuyên truyền trong cán bộ đảng viên và nhân dân, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước, nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong chấp hành kỷ luật kỷ cương của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thông tin tuyên truyền. Nhân dịp này, 5 tập thể và 7 cá nhân đã được Ủy ban Nhân dân huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.